Sự kinh ngạc của đối phương cũng là sự kinh ngạc của nhiều sử gia trong nước khi tìm hiểu về vị tướng này. Trong hoàn cảnh ở rừng sâu, thiếu thốn đủ thứ, quân địch truy lùng gắt gao. Làm thế nào để Cao Thắng cùng nghĩa quân có thể rèn đúc nên một số lượng lớn như vậy? Tài trí và sự nhanh nhạy của ông chính là ở chỗ ông biết phát huy những nguồn lực sẵn có tại địa phương. Hà Tĩnh vốn là vùng đất khá phong phú về nguồn tài nguyên khoáng sản. Thạch Khê hiện vẫn còn là một trong những mỏ sắt có trữ lượng lớn nhất đất nước. Theo các nhà nghiên cứu, đây chính là nguồn sắt nguyên liệu tương đối dồi dào đã được Cao Thắng phát hiện và cho khai thác phục vụ chế tạo súng trường. Bên cạnh đó, ông cũng đồng thời huy động những thợ rèn, thợ mộc lão luyện tại các làng nghề nổi tiếng